Phần 1, phần xây dựng kiến thức. Cô giáo có những ví dụ sau. Ví dụ: 20 chia cho 5 bằng 2. 30 chia cho 5 bằng 6. 40 chia cho 5 bằng 8. 15 chia cho 5 bằng 3. 35 chia 5 bằng 7. Ở cột số 1, các con đều thấy rằng ở phép tính, 5 phép tính trên đều là phép tính chia hết cho 5. Mời các con cùng quan sát sang cột số 2. 41 chia cho 5 bằng 8, dư 1. 32 chia cho 5 bằng 6, dư 2. 53 chia cho 5 bằng 10, dư 3. 44 chia cho 5 bằng 8, dư 4. 46 chia cho 5 bằng 9, dư 1. 37 chia cho 5 bằng 7, dư 2. 58 chia cho 5 bằng 11, dư 3. 19 chia cho 5 bằng 3, dư 4. Các con cùng quan sát ở cột số 2. Đây là các phép tính khi chia cho 5 đều chia có dư và nó là những phép tính không chia hết cho 5. Vậy thì chúng mình có những nhận xét gì? Để nhận xét được bài toán này, cô mời các con cùng quan sát đến chữ số hàng đơn vị của các số ở từng cột. Ở cột thứ nhất, các con cùng quan sát chữ số tận cùng của mỗi số. Chữ số tận cùng của cột thứ nhất gồm các chữ số 0 và 5. Những số có chữ số tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5. Cô nêu lại nhận xét. Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.